Các đệ tử của ta đâu rồi? Hơ hơ. Các đệ tử đâu hết rồi? Hết đây. Đâu hết rồi? Các đệ tử đâu rồi? Các đệ tử đâu? Ê, giò ta đau mà ta phải ráng ra đây cho tụi con ăn đây. Đâu hết rồi? Đệ tử đâu? Đây, ra là đây. Đâu? Giờ ta đâu mà ta phải ráng ra đây? Ráng đi ra, tội nghiệp tụi con quá, trời bữa nay nóng quá. Ừ, ta biết trời bữa nay nóng, tụi con đói phải không? Nắng quá, bữa nay nắng. Bữa nay trời nắng, ta biết tụi con đói nè. Biết tụi con đói cho nên ta ráng đi ra đây. Ta ráng đi bộ ra tới đây. Đau chân quá tụi con ơi. Đau chân quá. Thằng Nghiệp mới nhỏ quá hen. Bữa nay trời nắng đói hen. Rồi quá, trời nắng quá mà. Bắt đầu mai trời ấm rồi. Mai là trời không còn nắng nữa tụi con. Quá. Quá xa đông, quá xa đông he. Nơi đâu mà đông quá xa và xa. Đông quá xá quá xa luôn. Nghe tụi con khe. Đông quá xá quá xa luôn khe. Đông quá xa quá xa luôn.
Đau chân quá tụi con ơi, mà tao ráng đi bộ ra nè. Tao biết bữa nay trời nắng là tụi con đói. Quá xa luôn là cái bao nhiêu con. Ồ, hải âu tới nữa kìa. Đó, tụi con ăn cho đã đi. Một hồi tao đi lãnh nó khác nữa nè. Người ta cho rồi, ta đang cho ngoài á mà ta chưa có lãnh, là tại vì để cho người ta lãnh đồ hết đi rồi ta mới lấy bánh mì cho tụi con. Hồi nãy ta đi ngang ta thấy người ta đang cho tụi ăn ngoài đó, thấy không? Thương mấy nhỏ vậy thôi chứ còn lo gì nữa, phải không? Đó. Quá xa luôn. Quá xa con he. Nắng quá thấy không? Bữa nay là bữa nắng cuối cùng luôn á. Chắc bữa nay có thể là bữa nắng cuối cùng của mùa thu á. Mà ta biết nắng nên ta phải ráng. Ta đi ra tới đây cho tụi con nè. Giò đau quá mà cũng phải ráng kéo, kéo ra cho tụi con á. Nóng quá tụi con ơi, nóng quá. Đi bộ chạy mỡ tụi con ơi. Mà gặp cái giò ta nó đau nữa mà tụi không bỏ tụi con không có đành đấy nhé. Ơi, cái giò nó đau quá mà phải thương tụi con đi ra cho tụi con ăn. Đó. Thấy không? Đó. Quá xa, bên này khoảng 300 con, 300 400 con luôn. Cho tụi con ăn xong rồi bây giờ ta đi về ta lấy tiếp cho tụi con nữa nghe, lấy để dành nghe. Lấy để dành mùa đông cho tụi con nghe. Ở nhà tao phơi 4-5 bao rồi nghe. Đó. Để dành mùa đông cho tụi con. Đó, ăn đi cho tao, nay tao rải cho ăn thì tao ăn. Ha ha. Nay nhiều người cho tụi con ăn quá hen. Nay người ta bắt chước ta cho tụi con ăn rồi, xuống rồi mai mốt thứ bảy ta không cho ăn đâu, thứ bảy để cho mọi người cho. Hey. Bữa nay ta tưởng nó trời nóng quá tụi con đói bụng, ta phải ráng đi bộ ra đè, thấy chưa? À, thấy không? Thứ bảy các cô các bà cho tụi con ăn nhiều quá hen. Mấy con này làm biếng, bên đây có người cho ăn cái làm biếng ở dưới nước chứ không thèm lên bờ nữa nghe.
biển ngang. Mấy con này thì lên bờ. Làm biển ngang. Làm biển ngang, không có làm lên bờ luôn ngang. Nè mấy con nó làm biển ngang. Ê. Rồi tụi con ăn đi nghe, bây giờ tao đi về tao lãnh cho tụi con tiếp nghe. Thấy người ta cho rồi kìa, tao bỏ tao cho đồ quá trời rồi kìa, nhưng mà tao chờ tao xin bánh mì cho tụi con thôi. Rồi nghe tụi con hen. Mấy đứa nhỏ nghe. Rồi giờ tao đi về tao lãnh đồ cho tụi con nghe. Thứ hai tao mới ra tao cho tụi con ăn nữa nghe. Mấu thứ bảy không có ra đâu. Thứ bảy có nhiều người cho rồi. Nghe. Rồi đi về lãnh đồ. Nam mô Phật. Sống tâm hồn an lạc vậy đó, mình tu ít ít vậy đó, còn ai tu nhiều, ai mà tu gắt củ kiệu, tu cho thành gì đó tu, tôi thì tôi vậy đó, sống an lạc. Sóc con, mấy con sóc đâu rồi, bữa nào tao lấy mấy cái hộp đó cho tụi con ăn nghe. Sóc ơi, sóc à. Rồi bây giờ đi tiếp tục lấy bánh mì cho mấy đứa nhỏ thứ hai nó ăn. Bánh mì cũ sắc rồi thì để cho nó khô, để tới mùa đông tháng nữa lạnh. Chắc không tới một tháng nữa đâu, giỏ chừng 10 ngày nữa thôi là lạnh teo. Cái giò đau quá vậy. Bữa nay biết trời nắng cái nó đói bụng, phải ráng cho mà quên. Quên bữa nay là thứ bảy, người ta cho nó có, người ta cho nó ăn. Quên thứ bảy, người ta cho nó ăn, quên. Sửa tới ngày ma quỷ rồi, nhà nào người ta cũng mua mấy cái trái bí, ta để trước nhà hết, mình chưa đi mua trái bí nào. Nắng quá, bữa nay nó tới 80 độ đó quý vị, mà 80 độ. Đời như gió thoảng mây trôi, nhục vinh như nhất nước mây chìm nổi. Bạn biết chăng cuộc đời đầy đau khổ, bởi con người gieo rắc mãi hận thù. Hello. Dạ phai Thánh Kiều. Khi đau thương khi tan tóc ngục tù,
rốt cuộc chỉ còn là cơn ác mộng. Nào lỡ danh, nào tài sắc, từ xa nhìn chúng óng ánh lung linh. Chúng mình đua nhau tranh giành đuổi bắt, nắm được rồi còn lại chỉ tay không. Chúng chỉ là những chòm bọt nước trên sông. Nào chi đâu chỉ tôi công nhập sức, muốn thấy nó bạn đừng theo vọng tưởng. Niệm lắng sáng cho chìm lắng biển thanh bình, đến đây rồi hạnh phúc khó thưa trình. Chỉ nhìn thấy nụ cười luôn hé mở, thôi đi đường tắt đi cho nó lẹ, nắng quá đi đường tắt vô mấy cái đường nhỏ. Sao bữa nay chắc bữa nắng cuối cùng để tạ từ mùa thu hả? Sao đây mà nắng dữ vậy trời? Tám mươi độ. Ai thương ai ghét ta chẳng màng, ngẫm lợi ngẫm danh như làng sương buổi sớm. Ôi cuộc đời vô thường vô ngã, thương ghét ghét thương là chuyện của chúng sinh. Ôi, bởi như thế mà như thế nó mới điêu linh. Nào vinh nào nhục, nào bại nào thành, cuối cùng rồi chỉ là hư danh giả ảo. Sông triều rào rác bào ảnh lô nhô, kẻ thấp trí bạc tài thì theo đó mà ra vào trong bến cũ. Nhưng những kẻ kiên gan cả trí thì giàu cho sóng gió tới bời cũng cố ra sức chống chèo cho qua cơn biển động. Qua cơn biển động bùm năm thuyền ta mới về một chân trời mới lạ. Ôi, nắng cái gì mà nó quá, nóng quá. Nóng quá bà con ơi. Ôi lang thang là do lang thang, mình một mình lang thang, lang thang trong vũ trụ sơn hà, không ai trông ai màng. Lòng vắng lòng nguyện mang gió đi, đem thanh lương dâng hiến cho trần gian. Đó, coi người ta tiếng giọng. Hello, hello, hello. Thấy không? Bà quen tôi hết trơn. Lịch sự ghê không? Ôi, hồi nắng quá các vị ơi. Nắng há thở. Mà cái giò nó đi nói chuyện cho nó quên cái giò đau đó. Họ quên không nói ngưng lại cái giò đau. Nó đau cái đầu, cái gót giò quá. Ôi, cái gì cảm thông của tôi khùng khùng nghe. Ôi, cái nhà này họ làm gì mà tấm bia đồ tùm lum về trời, giống như là một cái ôi thứ gì quá, nó giống như cái nguyệt mã về trời, như cái bà
cái khu thấy ghê quá, ba người Mỹ anh chơi đó giống như cái nghĩa địa vậy trời. Thôi anh chơi nhiều cái chuyện mất nhân thì thôi đứng nghỉ 5 phút đi. Đau tay đau. Cái người Mỹ đó họ trang trí giống như cái nghĩa địa cho các người thấy không, trang trí cái lễ ma quỷ nó giống như cái nghĩa địa vậy đó. Đó ta nói chó hùa là vậy đó, hai con chó sủa súng nhau nó sủa theo nó gọi là chó hùa đó. Chưa đâu mấy con lớn rồi, nó chưa, nó giờ này nó trong nhà đó chứ mà chiều chiều nha, nó đi làm về đó hai một con sủa cái nguyên đàn, nó làm nhói trời nhói đất luôn vậy đó. Đây là cái nhà hoàng nè các vị, nhà hoàng đẹp không, cái gì biết không, ai vô trong này là không còn buồn vui gì nữa trơn á. Ai vô tới đây, con người mà vô tới đây là thần tiên đó, chỗ này vô cái chỗ gọi là nhà hoàng đó, vô tới đây là không còn hơn thua gì nữa trơn á. Ai đạo nào tu kiểu gì không biết mà vô tới đây là hết hơn thua, quý vị nào thử coi. Hãy vô tới chỗ này là hết hơn thua gì hết trơn. Ai có chửi mình cũng nằm yên đó, ai có khen mình cũng nằm yên đó, vậy đó. Đây là nhà hoàng. Mỗi lần đi ngang đây cứ thấy nó một màu thanh tịnh. Một màu thanh tịnh, không có thằng nào con nào mà hơn thua nhau được hết, thanh tịnh. Nên những người hơn thua thì cứ đi. Nhiều khi tôi ra ngoài nhà hoàng là tôi ngồi vậy đó, tôi ngồi một mình tôi một màu thanh tịnh hả. Tới đó là hết rồi, tới đó là đành nhắm mắt xuôi tay rồi, bất động nằm trong cổ quan tài rồi. Tới đó là đành nhắm mắt xuôi tay, bất động nằm trong cổ quan tài. Em chuẩn bị tới ngày lễ ma quỷ họ làm là đó, họ treo những cái hình nộm, họ những cái hình nộm đồ trước nhà vậy đó. Người Việt Nam mình thì không dám treo như vậy phải không, nhưng mà Mỹ không có, ngày lễ nào làm thấy ghê không, nó mấy cái đầu lâu mấy sọ người rồi để thấy ghê không, hết rồi không.
một chút nữa, một phút nữa là tới chỗ lãnh quà từ thiện rồi. Đó, người ta lãnh quá trời, người ta đi kìa. Mình đâu có lãnh như người ta đâu, mình đâu có ăn mặn đâu. Mình chỉ lãnh bánh mì cho chim thôi mà. Hoặc là mình lãnh nho về mình sao mình uống thôi. Cho nên mình đâu có cần. Chừng nào hết ai lãnh thì mình lãnh vậy thôi. Thường thường 6 giờ tôi ra tôi hốt hụi chót. Đó, tôi nghĩ ta lãnh. Hello. Thường thường cứ 6 giờ. Các vị biết cái đường xá nó sạch lắm mà tại sao nó dơ các chị biết không? Là tại vì mùa đã rụng lá cho nên họ không quét thường. Chứ các vị ở Việt Nam đừng có nói là sao bên Mỹ đường xá bụi bặm không có đâu. Tháng qua mùa đã rụng lá hết trơn vậy đó. Rồi. Tới chỗ lãnh quà rồi. Chắc họ lãnh hết rồi. Giờ này họ đi về đó, sách họ đi về đó. Còn mình có những giờ tới chiều mình hốt hụi chót. Hốt hụi chót. Nóng quá, nóng. Nóng quá, bữa nay chắc là bữa nóng cuối cùng của mùa thu quá. Rồi. Tới chỗ đây rồi. Thấy không, mà lạnh quá trời rồi. Còn mình hốt hụi chót. Hốt hụi chót được cái gì đây? Chắc bánh mì thôi. Để bao cái miệng lên cái đã. Bao cái miệng lên đây thôi. Bao cái miệng đàng hoàng. Giữ vệ sinh đàng hoàng. Trời ơi, mấy cái này mình phải ăn cái gì trời, mình chỉ làm gì thôi. Mình chỉ lãnh bánh mì cho mấy đứa nhỏ của mình thôi chứ mình đâu có ăn cái chi. Để nhường cho người đời ta lãnh ta ăn. Mình chỉ có bánh mì cho mấy đứa nhỏ của mình mà thôi.
Dưa leo ăn đâu. Số tôi chỉ có lấy bánh mì thôi, bánh mì cho mấy đứa nhỏ mình thôi chứ không có lấy gì hết. Bữa nay nhường hết cho người ta, hôm nay cuối tuần mà tao không lấy bánh mì mình lấy. Lấy thêm 2-3 củ cà rốt thôi, không lấy gì chỉ bánh mì thôi hà, để cho mọi người ta lấy tội nghiệp mà. Mình lấy cho chia mình ăn thôi. Nè bánh mì, lấy bánh mì cho chim ăn thôi chứ không lấy gì hết. Đây cũng là cái nghiệp á, nhưng mà nghiệp lành. Tự nhiên thấy mấy anh chim tội nghiệp vậy đó, trời ơi, lấy về là sắc sắc là phơi khô. Cũng là nghiệp, nhưng mà là lành. Trời ơi, bánh này 4 đồng mà ta đi ta cho vậy nè, mà ăn gì nổi mà ăn. Ăn không nổi chứ. Bánh bông lan quá trời luôn. Nho, các vị coi nè. Trời ơi, nho Mỹ nè, các vị coi nè. Nho gì mà ta đem ta đi cho từ thiện nè, trời ơi, uống hốc sức không. Thôi không ai lấy mình lấy đó, giờ hết ai lấy rồi các vị thấy không, lúc nào tôi cũng ra cuối vậy đó. Đó bây giờ hết ai lấy thì mình lấy. Rồi nho lúc nào cũng ra cuối vậy đó, thôi lấy mấy cây nho về. Chịu khó mình rửa, mình rửa sai uống. Trời, 3 bịch nho không hay lấy mình lấy, bỏ thế tội quá, cái gì đồ Mỹ gì cũng bỏ hết trơn. Vậy là hết người lấy rồi đó. Cái tội ghê, bánh mì quá trời, đồ ăn ngon không. Trời ơi, bánh mì quý vị coi nè, bánh mì gì mà không ai lấy hết trơn nè. Trời ơi, hết chỗ rồi, hết sách nổi rồi. Tôi chỉ lấy mấy bánh mì ổ rồi, không cách nào lấy nữa, thấy sắp sắp nổi rồi. Mấy ổ nó lấy trên hết, ráng nhét mấy cái ổ này về sắt. Nó cũng tham, tham cho chúng, cho hữu tình chứ không phải tham cho mình.
Trời, rau gì mà bỏ, cà chua gì mà bỏ, trời. Uổng quá mà nhà hết chỗ rồi. Ơi, hỏi cà chua ngon quá. Ơi, thiệt thiệt. Gì cũng tiếc về làm tới tối nữa. Ơi, hề. Này các vị coi nè. Cà chua nè. Thôi thôi thôi. Không nổi về làm tới tối nữa, mũi cắn ăn không mổ mà thêm mũi cắn. Thôi, dứt khoát không lấy đi. Tiếc gì tiếc cũng không lấy nữa. Thôi. Trời nóng và mũi nó ra dữ lắm. Làm mũi nó cắn nữa thôi. Đấy các chị thấy không đó, giờ đâu có ai lấy nữa đâu. Trời ơi. Tội ghê không đó. Ơi, thôi đi về. Vậy ra khỏi cái chỗ đầu sách nữa. Đây vậy rồi sách gì nữa là sách. Ê, hồi đó kéo nặng là đã thấy chưa, nặng nó cũng không đi luôn. Mà tại sao cái giò ở đau hoài là vậy đó. Thôi. Nó kéo nhiêu đây nó cũng nặng thấy mồ nội này nè. Đó. Mình thấy không? Đó 3 4 ký nho. Nguyên một túi bánh mì giờ biểu không nặng cho được. Thôi. Chào quý vị nha. Tất cả nha. Xin chào.